漫天飞舞，我在踌躇该不该停下脚步，怕你义无反顾爱得太辛苦，从来不给自己留一点退路。我不怕辛苦，只怕留不住你掌心残留的温度。如果天要我背负一辈子的孤独，我只想Lan Yên. Mấy hôm nay ta đã suy nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Người ta thích thật sự là Tam Hòa. Ta cảm thấy cổ là người bạn chung thân suốt đời mà ta muốn có. Cho nên Ta xin lỗi. Ta xin lỗi cô. Ta không thể bỏ đi với cô. Nhân đại ca, huynh không gạt muội phải không? Huynh hứa với muội sẽ dẫn muội rời khỏi chỗ này, sống một cuộc sống mới với muội. Huynh đã có hứa với Lan Yên rồi, huynh chỉ là gạt muội thôi phải không? Lan Yên, ta có lỗi với cô. Lan Yên, có phải như vậy? Lan Yên, Tam Hòa, dẫn tôi đi đi. Tôi không muốn ở lại chỗ này, lâu nào tôi cũng không muốn ở lại đây. Buông tay Lan Yên, không phải như vậy. Lạnh Dần, thiệt ra tại sao, tại sao huynh làm như vậy? Tại sao huynh lại gạt cổ? Sao huynh làm cho cổ đau lòng? Lạnh Dần, nếu chú không cho tôi chết vậy, chú đừng dẫn Lan Yên đi. Không được, đệ đã hứa với cổ. Vậy thì sao? Chú sống chung với cổ không có hạnh phúc đâu. Chú nghĩ coi, chú không nhà không cửa, chú thật sự là tên lang thang. Không lẽ chú muốn Lan Yên cũng giống như chú lang thang không nhà? Hơn nữa, hai người bỏ ra đi, người trong trấn này sẽ nói gì? Đàn bà quan trọng nhất là danh tiếng. Không lẽ chú hy vọng Lan Yên bị tất cả những người chửi bới, mang tên túi suốt đời? Yêu một người là phải nghĩ cho họ.
chú và cô chia tay chỉ đau lòng vài ngày mà thôi, rồi ngày tháng cũng sống như vậy. Nếu như chú và cổ ra đi, sau ngày tháng lâu dài cổ sẽ hận chú. Vậy thì làm sao? Ngày tháng sau này nếu biết không được vui, vậy thì để lại cái hồi ức tốt đẹp đi. Đừng nói nữa. Lạnh Dần, coi như tôi van xin chú cho Lan Yên một cuộc sống ổn định đi. Tôi van chú Lạnh Dần. Tôi van chú. Tôi van chú Lạnh Dần. Đại ca thật yêu Lan Yên như vậy à? Phải. Đại ca sự tốt với cổ, suốt đời vẫn yêu cổ. Nhất định. Nhất định. Được, để hứa với đại ca. Cảm ơn Lãnh Dân. Cảm ơn Lãnh Dân. Cảm ơn Lãnh Dân. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Tôi nghe những người lớn nói đèn cày ở đây chứng tỏ cho tâm nguyện. Nếu như cô đốt hết những cây đèn cày này ở đây thì tâm nguyện sẽ được thực hiện. Nè, hãy mau đốt. Cô làm cái gì vậy? Tôi đã không còn tâm nguyện gì. Nếu như vậy còn đốt để làm chi? Người làm sao mà không có tâm nguyện? Nếu không có tâm nguyện thì sống trên thế gian rất là bi thảm. Nhưng đại ca đã rời xa tôi, Lục đại hữu lại cưỡng bức tôi. Tôi không biết sống ở trên cõi đời này để làm gì nữa. Vì bản thân cô, dân đại ca của cô không dẫn cô đi thì cô muốn chết. Vậy cô không có yêu tôi thì tôi dựa vào cái gì để mà tiếp tục sống? Thực ra cô hạnh phúc hơn tôi nhiều. Ít ra cô muốn chết thì có thể được chết. Còn tôi, ở trong nhà có lớn có nhỏ, muốn chết cũng không đủ tư cách. Thẩm thiếu gia, nếu như tôi là cô, tôi sẽ biết quý tiếc mỗi ngày trong cuộc đời. Nhưng đại ca không dẫn cô đi, còn có người yêu cô và muốn bảo vệ cho cô. Lục đại hữu cưỡng bức cô có thể trả lại hết số tiền cho hắn. Mây đen rồi cũng sẽ tan, mặt trời nhất định sẽ mọc lên. Phải, Quỳnh nói rất đúng. Nếu ngài cả tôi cũng không giúp cho tôi thì không ai có thể giúp được tôi. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ cố gắng bắn phấn son giùm cho Lục đại hữu để trả lại hết số tiền đã nợ của ảnh. Được, tôi giúp cô. Không cần, tôi phải nhờ vào hai bàn tay của tôi để lấy lại cuộc đời của tôi. Nhưng mà cả thể là 100 đồng lượng. Tôi được mà. Về tới rồi hả? Anh đã nói chuyện với Lãnh Dân chưa? Đây là chuyện của tôi, không mơ mơ tới ai hết.
Mụi nghĩ thông suốt rồi hả? Ây hà, đúng quá. Đàn ông đẹp trai vô dụng thôi. Ông quan trọng nhất là người thương mụi. Mụi yên tâm, huynh đối với mụi tốt suốt đời hả? Lục đại hữu, chúng ta ra một hiệp định có được không? Hiệp định gì vậy? Nội trong 3 năm, nếu tôi kiếm được 300 đồng, ông phải trả lại tự do cho tôi. Nếu tôi làm không được, tôi sẽ sống chung với ông suốt cả đời. Ba năm. Mà mụi có biết 300 đồng đó của huynh để dành biết bao năm không? Là 10 năm đó. Mụi tưởng mụi là thần tiên ha? Ba năm có thể để dành. Đây là chuyện của tôi. Nếu ông hứa với tôi, chúng ta vẫn sống như bây giờ. Nếu ông không chịu hứa mà còn tiếp tục miễn cưỡng tôi, tôi sẽ chết ngay trước mặt của ông. Mụi bảo đảm 3 năm sau mụi không hối hận. Tuyệt đối không hối hận. Được, ta hứa với mụi. Đại ca, đại tẩu, đứng lại đó. Tối vậy có phải mụi đi lại với thằng nhóc họ Tô đó không hả? Không có, mụi chỉ ra ngoài dạo chơi thôi. Ra ngoài dạo chơi? Mụi là con gái mà, tối ngày ra đường và dạo chơi như vậy, bộ không sợ người ta đàm tiếu sao? Tương lai làm sao mà lấy chồng? Ba bắt đầu ngày mai, không được rồi khỏi nửa bước. Nhớ kỹ. Đại ca, căn nhà này nhốt được con người chứ không có nhốt được lòng. Vô xong, ta biết mụi trong nhà rất là buồn, ta muốn mở một cái sạp bán son phấn má hồng, mụi có thể giúp cho ta. Ừ, được, mụi sẽ giúp. Chuyện gì? Cậu đi theo tôi ông cũng không yên lòng. Đi đi, chúng ta lên lầu và cho tỷ làm son phấn má hồng. Ba năm muốn kiếm được bao nhiêu tiền đó hả? Nên nằm mơ thôi. Đúng là nằm mơ. Má hồng thượng hạng không phải hoa nào cũng làm được đâu. Màu sắc phải đều hòa, hoa phải đậm chồi cho đặc. Hơn nữa còn phải chung một màu với nhau. Ê, coi nè, giống như là loại này tốt nhất. Ê, quay lưng lại đi. Cho nên màu đỏ thì phải chung với màu đỏ, màu trắng là màu trắng, không được lẫn lộn. Biết rồi. Cho nên hãy nhìn một chút để bán cho nhiều. Nhưng mà mụi thấy tỷ làm cái này cũng vô dụng thôi. Tại sao? Số của đại ca mụi làm đủ cho con gái của trấn này dùng. Vậy phải làm sao? Hay là mình đổi lại màu khác đi. Thật ra mấy chuyện này mụi đã thấy được từ nhỏ, luôn có nằm mơ cũng nghĩ. Tại vì lần nào đại ca cũng không cho mụi làm. Đại ca không cho mụi làm thì chúng ta cùng làm. Hay là cho thêm mùi thơm vào. Thêm làm sao? Mùi thấy hoa nào thơm nhất? Hoa? Hoa. Hoa lại. Hoa hồng. Vậy đi kiếm hoa lại, chắc là trên núi này có. Được rồi, đi mau. Đi mau. Thôi dạ, từ từ. Đi. Đi từ từ. Từ từ. Cái chuyện mà té đi. Từ từ thôi. Đệ tử, coi nè. Thank you.
à, chi nào? Được rồi, được rồi. Nè, ngửi đi, thế nào? Quá, wow, thơm quá. Lần này đại ca của muội nhất định sẽ bắt mối. Dạ, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Tiếp theo, ngày mai muội sẽ mở sạp. Hay quá, thiệt là hay. Nè cô coi, món ngầm này rất là thơm. Nè, thử cái này đi. Mùi này cũng được lắm. Xin hỏi má Hồng này bán làm sao? 10 phân tiền một hộp. 10 phân tiền? Được, cho tuần hộp. Dạ cảm ơn, cảm ơn nhiều. Lần sau trở lại nha. Dạ cảm ơn, cảm ơn bà. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Đại tẩu, muội có một chút chuyện muốn đi khỏi một chút. Tỉa đây một mình được không? Muội yên tâm, không sao. Cảm ơn đại tẩu. Ê, Tâm Hải, vô xong mình đi. À, được. Cho tôi 10 hộp má Hồng. Hả, 10 hộp? Thẩm đại ca, tôi đã có nói phải nhờ chính hai bàn tay của tôi để chuộc lại cuộc đời của tôi. Huynh không cần phải giúp. Không phải tôi giúp cô, tôi tới mua má Hồng. Được, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày chỉ cho huynh một hộp. Tôi phải nhờ vào bàn tay của tôi để lấy lại cuộc đời của tôi. Đại thiếu gia, Giang đại phu nhân của Tiền Trang Đại Hưng đã tới. Bà nói muốn mua thuốc thượng hạng ở trong tiệm thuốc của mình. Quan thúc thúc, về thuốc men thì ông sành hơn. Hãy dẫn bà vô kho thuốc để mà lựa. Tôi không sao mà. Dạ, tôi ra ngoài. Quan thúc thúc. Dạ, đại thiếu gia, có chuyện gì sai bảo nữa? Không cần biết bà lựa thuốc gì, lấy bà nữ giả thôi. Dạ, tôi hiểu. Giang đại phu nhân, đại thiếu gia của tôi có chút chuyện không có tiền ra đây. Hay là vậy, tôi dẫn bà ra kho thuốc để lựa. Đại thiếu gia có dặn là thuốc gì cũng lấy phần nửa giá. Nửa giá? Cũng coi như có tình có nghĩa hả? Giang đại phu nhân, mời. Tôi khỏi đi, về nói với thiếu gia của ông. Làm ăn quan trọng là thành ý. Luôn cả thành ý ra tiếp đãi khách cũng không có, làm ăn cái gì. Được rồi, nếu như quá bận rộn, khi nào rảnh hãy tới đây. Giang đại phu nhân, thiệt tình đại thiếu gia của tôi gần đây rất bận, khó rút thời gian ra được. Giang đại phu nhân, hay là tôi dẫn bà đi? Cậu ta sẽ rảnh, nhất định sẽ rảnh. Nè, tránh ra, tránh đường, đi. Tránh đường. Cái này còn mới nè, tôi thử cho cô. Thử đi, cảm ơn. Tránh đường. Thế nào, đẹp lắm có phải không? Dạ, tôi cũng thoa luôn cho cô. Được. Nè, tránh ra, còn cái gì? Làm gì? Có gì làm gì vậy? Giang đại phu nhân, đã lâu rồi không gặp. Đúng vậy, chúng ta thiệt lâu quá không gặp. Một ngày trong rừng quang như thế gian ngàn năm. Người cũng có bản lãnh thiệt, từ một con nha hoàn trở thành một con bán son phấn, nhưng mà người vẫn hèn hạ như vậy. Giang đại phu nhân, nha hoàn của nhà ta dùng má Hồng của người bán thì mặt đã sưng tới nông nỗi này. Đại phu nói má Hồng của người có độc. Không phải, má Hồng do chính ta tự làm, không có độc. Còn ở đây chối cãi, sự thật đã bày ra trước mắt. Vì không muốn để cho người ta bị người hại nữa,
Người đâu, dỡ sạp của nó. Dạ. Tôi dỡ sạp của tôi, tôi xin các người đừng đó. Dỡ đi thôi. Dỡ sạp của tôi, tôi xin các người. Đừng đó. Tôi xin các người dỡ sạp của tôi. Đừng. Lần gì xảy ra chuyện gì hả? Má hồng của nó có độc, tôi chỉ trừ hại cho dân thôi. Cẩm đề ca, má hồng của tôi không có độc, không có độc. Ơi nhà, nhà đứng lên. Giang Vũ Bình, bà muốn sao đi? Đỗ Lan Yên, lần này chỉ là cho mày bài học thôi. Lần sau còn dám ra đây buôn bán son phấn, hãy mở to mắt ra mà nhìn. Bà con lối xóm không phải dễ cho mày gạt đâu. Chúng ta về. Người đàn bà này dữ quá. Phải rồi, cái cô này bán đồ hại người ta, đâu có ai ngờ. Má hồng của tôi. Người đàn bà này bán xong. Còn khóc cái gì nữa? Đúng rồi. Khóc quan ức lắm hả? Thôi mình đi. Má hồng của tôi là do chính tay tôi làm. Mỗi một hộp đều là của tôi làm, không có độc đâu. Thực sự là không có độc. Tôi biết, tôi tin cô. Giang Vũ Bình, Thẩm đại thiếu gia rảnh rồi hay sao? Thực ra là cô muốn sao? Tôi muốn sao hả? Tôi không muốn gì hết. Tôi chỉ muốn đích thân huynh đi lựa thuốc thượng đẳng cho tôi. Được, không thành vấn đề. Chỉ cần cô không được quấy nhiễu Lăng Yên nữa, thuốc bảo đường của tôi cô tự nhiên mà lựa. Sao lại rộng rãi như vậy? Thôi được, chúng ta cùng đi lựa thuốc thượng đẳng. Nhưng mà tôi lại muốn là huynh. Vũ Bình, tôi đã có nói, giữa hai chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa. Cái gì mà hai chúng ta không còn bất cứ quan hệ? Lúc mà huynh cần tôi, tôi cái gì cũng cho được. Bây giờ huynh tốt rồi, vậy tôi là cái gì? Tôi là cái gì? Vũ Bình, xin lỗi. Lẽ ra Mùi chỉ tưởng là đôi bên cần lẫn nhau, nhưng mà thật là không ngờ Mùi đã yêu huynh rất là sâu sắc. Mùi không có hy vọng chúng ta trăm năm bạc đầu với nhau, và cũng không có hy vọng huynh chỉ có mình Mùi là đàn bà. Mùi chỉ có một yêu cầu đơn giản thôi, là muốn huynh yêu Mùi. Chỉ yêu Mùi thôi, không lẽ khó khăn lắm hay sao? Xin lỗi, chúng ta không thể có quan hệ tình nhân nữa. Tôi không thể làm ngược lại trái tim của mình. Tim của huynh đã đặt hết vào Đỗ Lan Yên rồi hả? Phải. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp được cụ, thì trái tim của tôi đã thuộc về cụ. Vậy còn Mũi? Chúng ta vĩnh viễn sẽ là bạn thân, vẫn có quan hệ trên việc làm ăn, nhưng mà tuyệt đối không phải là tình nhân. Vậy được,
có thể hứa với muội một yêu cầu cuối cùng. Cô nói đi. Có thể nào ôm muội thêm một lần nữa, để cho muội hồi tưởng lại cảm giác của huynh. Có ai không? Tôi đưa Má Hồng tới. Lan Yên, xin lỗi. Lan Yên. Không sai, là tôi phái người kêu nó tới đây. Tôi không muốn nó bước theo gót của tôi. Vũ Bình, cô thì đã bị điên. Lan Yên, chuyện này không có như cô nghĩ. Không cần phải giải thích, tôi không muốn nghe. Lan Yên, tôi và cổ là chuyện đã qua rồi. Không cần phải giải thích, Thẩm thiếu gia. Chúng ta chỉ là bạn thường, huynh không cần giải thích với tôi. Sau này chúng ta đừng có qua lại. Tôi còn tưởng là chuyện gì, thì ra chỉ là một chuyện nhỏ. Tôi chỉ làm buôn bán nhỏ, tôi chịu không nổi thủ đoạn của bà ta. Tôi van xin cậu hãy tha cho tôi. Xin lỗi đã đem tới bao nhiêu phiền phức cho cô. Biết sớm còn tốt hơn là biết trễ. Nếu không, tôi thật sự khờ khạo chấp nhận ân nghĩa của cậu. Sau này tôi không biết làm sao để trả cho công tử. Bây giờ như vậy cũng tốt, chúng ta không ai nợ ai. Sau này gặp mặt cũng còn chào hỏi với nhau, không gặp mặt thì cũng là bạn. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu bấy lâu nay. Tôi về trước. Mảnh gì? Nhà nó chỉ con chó nhỏ thôi, có chừng nó sợ. Má Hồng của tôi. Lần gì? Không có sao chứ? Cho đưa Má Hồng tới đây. Chỉ là một người bạn tầm thường, sao tôi phải coi trọng như vậy? Đừng nghĩ, đừng có nghĩ nữa. Đại tẩu. Ủa, vô xong, đã thức à? Không còn sớm nữa mà đi rửa mặt, phải đi bán Má Hồng. Hôm qua Má Hồng của mình bị người ta nói là có độc. Mùi nghĩ hôm nay nhất định bán không có được đâu. Hay là hôm nay đừng có đi bán. Không được, không đi bán thì người ta sẽ nói mình làm xấu, có tật giật mình. Má Hồng của mình không có vấn đề gì, nhất định phải ra bán. Hả? Nếu như không có ai mua thì phải làm sao đây? Tàu đã nghĩ qua, mình chỉ kêu người ta mua chứ vô dụng thôi. Tàu quyết định để 4 cái ghế trước sạp của mình thoa Má Hồng cho muội ở trước mặt mọi người. Làm vậy được sao? Người ta không dám mua là vì sợ Má Hồng có độc. Bây giờ mình dùng tới nó thì họ không cần phải sợ. Ấy, cũng đúng ha. Vậy mình thử đi. Được, muội vô rửa mặt, ta đợi muội ngoài cửa. Các vị hãy coi, bây giờ tôi thoa Má Hồng cho cổ. Được. Thoa giống như tôi, từ từ thoa. Coi nè, màu này cũng đẹp quá. Từ từ màu sẽ càng đẹp đó. Hơn. Coi này thơm quá. Ồ, thiệt là thơm. Đúng ha. Đúng. Hey, màu này coi cũng rất là được. Thì đúng, rất là đẹp. Đúng. Coi kìa. Đúng rồi, mình có thể dùng màu này nữa nè. Cho mua một hộp. Cho tôi hai hộp. Được, có ngày. Được, ta lấy liền, được. Dạ được. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn cô. Được rồi. Dạ cảm ơn, cảm ơn nhiều. Trở lại nha. Cảm ơn cô. Chỉ là một bán nhỏ. Tôi lấy 300 đồng khi nào mới kiếm đủ.
nè. Cảm ơn nhiều. Cô nương. Hả? Ôi, Thẩm đại thiếu gia hay quá. Hả? Bà có thể giúp tôi một việc hay là không? Giúp cậu? Được, tôi bằng lòng giúp cậu. Qua đây. Tôi muốn 2.000 hộp. Hai ngàn hộp? Đúng. Thì thật ra là như vậy, tôi có một người tỷ muội ân phu quân làm quan ở trên kinh thành. Thường ngày cổ không có sở thích gì hết, chỉ thích thoa son phấn má hồng thôi. Lần trước tôi có đem phấn má hồng cho cổ coi, hơi cổ thiệt rất là thích. Sau đó cổ giới thiệu cho đám bạn bè của cổ dùng thử, ai cũng muốn tôi đem chút ít cho họ thử. Ôi, không biết cô có chịu nhận mối làm ăn này hay không? Dạ nhận, nhất định nhận. Ôi, nhưng mà cả 2.000 hộp đâu có nhiều. Cổ ở trên kinh thành bà con bạn bè lại đông, dùng không hết có thể tặng. Ý của tôi là cần thêm một ít thời gian. Ôi không sao, chừng nào có làm xong á cứ đưa hết cho tôi. Nè, ở đây có 10 đồng là tiền đặt cọc, chờ cô giao hàng cho tôi sẽ đưa luôn 10 đồng còn lại. Dạ cảm ơn. Cảm ơn bà nhiều cô nương. Cảm ơn bà. Ơi không có cần cảm ơn, cô hãy ráng cố gắng làm, có một số khách thì sẽ phát tài. Vậy tôi đi làm ngay. Tôi về. Từ từ đi. Cảm ơn bà cô nương. Đi đường cẩn thận, từ từ. Cảm ơn bà. Đi đường cẩn thận. Ôi à. Chào cô. Đi đường cẩn thận. Chào cô. Ôi à. Cô nương. Sao bà chỉ đưa cho cổ 10 đồng? Thôi 10 đồng không có ít đâu, đưa nhiều quá thì cổ không tin. Thôi Thẩm thiếu gia cậu thiệt quá đa tình, thích người ta giúp giùm cho người ta lại không muốn người ta biết. Luôn cả cũ nương này cũng thấy thiệt cảm động. Tôi với cổ chỉ là bạn thường mà thôi. Tôi biết, chỉ là bạn tốt thôi. Bạn tốt ở trong lòng nè. Lãnh đại ca, có cần tôi đi thăm Lăng Yên hay không? Sao cô thích đoán tâm sự của người ta vậy? Đoán trúng rồi phải không? Không trúng. Huynh liền được cục đá trong tay của huynh, nhưng không liền được Lăng Yên trong lòng của huynh. Tôi thiệt tình không hiểu các người nói cái gì. Đáng lẽ hai người định ra đi rồi. Có nhiều chuyện không phải ra đi là có thể giải quyết. Hai chúng tôi có thể đi, nhưng không lẽ bắt người ở lại chịu hết mọi hậu quả à? Huynh gì đại hữu, Lãnh Dân, huynh thì là quá đáng. Đâu thế nào nên tình yêu coi như là quà báo ân được. Huynh có biết làm vậy sẽ hại cô đỡ có Lan Yên hay không? Cuộc đời của Lan Yên không phải ta và cô có thể quyết định được. Đại hữu ca yêu cổ như vậy, nhất định sẽ cho cổ một cuộc sống ổn định. Còn ta, ta không có gì hết, ta không thể cho cổ được gì. Đối với người đàn bà mà nói, giấc ngoại thống không quan trọng. Cô sai rồi, rất là quan trọng. Lúc tình tứ thơ mộng trở thành dầu củi gạo muối, chừng đó cô sẽ phát hiện ra cô không có gì hết, thê thảm và đáng sợ cỡ nào. Vậy huynh có hỏi Lăng Yên cô có đồng ý hay không? Nếu cô đồng ý theo huynh thì sao? Huynh hỏi cũng không hỏi cổ, đã quyết định cuộc đời của cổ cho cổ. Huynh cảm thấy vậy công bằng à? Ta không có thời gian nghĩ tới công bằng hay là không, ta chỉ biết nghĩ cho cổ thôi. Tâm Hòa, ta đã từng chịu khổ, ta biết cảm tưởng, cái gì cũng không có. Đại hữu ca và Lan Yên có thành phu thê không ta không coi trọng. Đại hữu ca tự tử để chúng tôi được toại nguyện ta cũng không coi trọng. Ta chỉ coi trọng cuộc đời sau này của Lan Yên thôi, cô hiểu không? Yêu cổ cho nên mới thả cổ ra. Không phải đau dài hay đau ngắn thôi,
đối với cổ mà nói là đau ngắn, nhưng mà đối với huynh là nỗi đau dài suốt đời. Nếu như trên đời này có một người đàn ông chịu nghĩ cho tôi như vậy, cho dù chết tôi cũng bằng lòng. Tôi cô nương, xin lỗi cô, ta đã lợi dụng cô. Là tôi tình nguyện. Cảm ơn cô. Trời không còn sớm nữa, ta cũng phải về từ đường. Lãnh đại ca, tôi không hy vọng gì hết, chỉ hy vọng huynh coi tôi là thuốc trị đau cho huynh. Lúc huynh thấy đau đớn thì huynh kiếm tôi nói chuyện, tôi sẽ chăm chú nghe huynh. Vậy con mộng này có phải đẹp hay không? Dạ, đẹp quá, bà này còn đẹp hơn nữa. Cái gì cứ coi. Dạ, 10 con tiền hả? 10 con tiền đó, 10 con tiền một hộp, rẻ lắm thôi. Mà cái gì mới thử. Dạ, cho ngửi coi, cũng rất là thơm. Cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Dạ, xin mời. Mời thử coi, thử đi, rất là thơm. Đẹp nè. Không sao. Xin lỗi cô ha. Tới coi má hồng đi. Cô nương. Mấy đại hộp. Thượng đẳng nè, mau qua đi coi đi. Cụ nương, hơi làm xong nhanh như vậy à? Ở đây chỉ có phân nửa thôi, còn phân nửa ngày mai đem tới cho bà có được không? Ồ, được, cảm ơn cô. Không gì, vô xong à, mình hãy đem vô trong. Nè, cái cây này mùi thành tâm cầu xin rất linh nghiệm. Ừ, thiệt sao? Ừ. Vô xong pha ra sao? À, cũng sắp được rồi. Được. Ê đệ tẩu, coi nè. Được, đưa ta coi. Được không? Ừ, rất khá. Màu này được. Ồ, Tâm Quà. Ê Tâm Quà, cô tới rồi, vô đây ngồi đi. Đã tới sao không vô nhà ngồi chơi? Tôi không biết cô có muốn gặp tôi hay không. Chúng ta không thể khống chế được tình cảm. Cô là tỉ muội tốt nhất của tôi, không có bất cứ chuyện gì có thể thay đổi. Coi bộ cô rất là bận. Đúng, cô nương vừa giới thiệu người khách cho tôi đặt một lượt là 2,000 hộp má hồng nên rất bận. Bận thì tốt, nếu như bận thì mới có thể quên những chuyện không vui. À, bây giờ tôi không nghĩ chuyện gì hết, tôi chỉ muốn kiếm tiền cho thật nhiều. À phải, Dân Đại ca, ảnh vẫn mạnh chứ? Ảnh vẫn mạnh. Từ đường cũng rất bận rộn. Vậy thì tốt, thì tốt quá. Tôi cô nương mới tới hả? Tại sao không vô nhà ngồi chơi? Lan Yên. Thôi khỏi. Tôi còn có chuyện phải làm, tôi phải đi về. Đại Hữu, gần đây đại ca tôi cũng rất cố gắng đi kiếm công chuyện để làm, tin tưởng không bao lâu anh sẽ kiếm được. Cô nương, cô là bạn thân của Lan Yên. Cô tới đi chơi, tôi rất là hoan nghênh. Nhưng nếu tôi tới nó nói chuyện giùm anh cô thì miễn đi. Tôi chỉ có đứa em gái thôi, tôi không gả nó cho một người không biết làm cái gì hết. Đại ca,
Tam Hải không giống như đại ca nói đâu. Ở đây chừng nào tao tới phiên em ra nói chuyện ra ngoài. Đại Hữu hả? Tâm Hòa, tính của anh là gì? Không sao, mai mốt tôi sẽ nói giùm đại ca của cô. À, được. Bây giờ tôi về. Tâm Hòa, cô hãy chăm sóc. Hãy tự chăm sóc cho mình. Tôi biết rồi. Này tôi đã tận bốn thì thần. Nếu như huynh muốn thì huynh hãy ăn trước rồi hẳn coi lá thơ của tôi. Tôi đã dùng rất nhiều tâm trí. Huynh không được không ăn nhờ. Nhớ phải ăn cho hết, không có được bỏ. Mùng 3 tháng 8, giờ tí tam khắc, Lan Yên thức dậy ra cửa. Giờ mẹo mở sạp ở ngoài đường, má hồng bán cũng đắt. Qua giờ ngọ mới ăn cơm, con người thấy cũng rất tỉnh táo. Tới giờ tuất đưa cơm tới cho đại hữu, nấu ba món một canh. Tình cảm phu thê họ thế nào thì không biết, nhưng ít ra không gây lộn và cũng không có lành nhạt. Lãnh đại ca, lại đưa canh tới. Hôm nay là gà á tần củ sen, uống vô khứ ẩn. Trời nóng nực, khí ẩn trong người lâu quá không được thoải mái đâu. Lần nào có cúng thường lúc ta không ở đây mới tới. Canh có công hiệu gì ta cũng không biết. Lỡ như ta không uống, vậy thì lãng phí. Tôi sợ làm phiền huynh. Thật ra ăn canh cũng đâu có tốn bao nhiêu thời gian.
Không phải cô muốn làm thuốc trị đau cho ta sao? Ngày nào cô cũng theo Lan Yên, đem tin của cổ nói cho ta biết. Cô thấy làm vậy có thể trị đau cho ta? À không, tôi làm được chỉ có bấy nhiêu thôi. Vậy à? Ừ. Thật ra cô có thể ở lại nghe ta lầm bầm để trò chuyện với ta mà. Lãnh đại ca, sự thật cư xử và tìm hiểu giữa người và người cần phải có thời gian. Tôi hiểu. Ừ.